Đây là bộ phim đang được tung hô rất nhiều trong thời gian gần đây, nhưng nó có thực sự đáng xem bây giờ hay không? Đặc sản của những bộ phim Hàn Quốc quay vào mùa lạnh chắc chắn là những chiếc áo khoác dài, mặc layer với những chiếc áo len cổ lọ, hoặc là công thức áo sơ mi, áo sweater và áo khoác. Trong outfit của bốn bác sĩ ở bức ảnh này thì chắc chắn cặp đôi cao hơn gầy hơn đang chiếm ưu thế, và mặc dù thỉnh thoảng cũng bị dìm nhưng mà mình vẫn thích nhất outfit của bác sĩ Jung Wan. Anh mặc áo đen, quần đen ở bên trong sẽ làm nổi bật chiếc áo khoác ở bên ngoài. Còn cặp đôi đang nhìn nhau cười đắm đuối ở đây thì mặc dù bác sĩ Jun diễn không chê vào đâu được, nhưng mà ở đây mình sẽ thích outfit của bác sĩ sản khoa này hơn. Với những người có chiều cao khiêm tốn hơn, hơi mũm mĩm một chút thì chiếc cổ sẽ hơi ngắn hơn bình thường. Vì vậy những outfit nào mà để lộ ra một phần cổ á thì sẽ khiến cho vóc dáng thanh thoát hơn. Còn các bạn có nên xem bộ phim này ngay bây giờ hay không á? Thì mình nghĩ là không, các bạn đợi ra hết tất cả các tập rồi hẵng xem, chứ đừng như mình cho dại nên bây giờ mình phải hóng từng tuần, rất là bực.